tin từ Bộ phận Công tác đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 5, tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sáng 25 tháng 5, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo các vụ cục văn phòng Bộ Y tế tiếp nhận hỗ trợ 125 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ và 1 triệu liều vaccine từ các tập đoàn, doanh nghiệp cho việc mua và tiêm chủng vaccine COVID-19. Thiết bị hiện đang triển khai thí nghiệm tại một trong những cửa khẩu tại Singapore với Malaysia. Hệ thống sử dụng các ống ngậm dùng một lần, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng vào cuối năm ngoái, thiết bị xét nghiệm này có độ chính xác hơn 90%. Thủ tướng Anh Boris Johnson và hôn thê Carrie Simon đã gửi thiệp mời người thân và bạn bè tham dự lễ thành hôn của họ vào ngày 30 tháng 7 năm 2022. Trước đó, vào tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Johnson và bạn gái Carrie Simon đã cho biết họ đã đính hôn. Sau khi tài khoản nghi của Hoài Linh bị phát tán, MB Bank lên tiếng. Mới đây trên một diễn đàn công nghệ, một tài khoản thành viên đã đăng tải thông tin chụp màn hình chi tiết lịch sử giao dịch. Tài khoản được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Từ sự việc trên, phía đại diện truyền thông Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội cho biết đã ghi nhận sự việc và đang kiểm tra làm rõ vụ việc, sẽ kỷ luật cán bộ, nhân viên nếu không tuân thủ theo quy định.